Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình sẽ làm món rau củ kho chay. Nguyên liệu của mình gồm có đậu hũ, thơm, cà tím, củ cải trắng, khổ qua, cà rốt, rau cần, đường, muối, bột ngọt và cuối cùng là nước tương. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu này để mình kho. Mình sơ chế các nguyên liệu xong, bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Khổ qua mình cắt cái miếng khoảng về khoảng 1 cm nè. 0,5 chứ. Đây, cỡ này vừa ăn. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái đậu hũ này nha các bạn. Mình cắt nó vuông. Cắt miếng vuông rồi mình để riêng ra. Khi nào mình kho chín xong rồi mình mới bỏ đậu vô. Cái cần tàu này cũng vậy. Phần rau củ ở trong son á, mình sẽ cho thêm đường. Cái mình dùng cái muỗng nhỏ cho mình múc hơi nhiều, các bạn cho khoảng 1 muỗng đường. Tiếp theo là muối, một nửa muỗng muối nhỏ. Bột ngọt, à, nước tương nha các bạn. À, mình sẽ xóc lên cho gia vị nó thấm đều vào trong rau củ khoảng 5 phút, 5 đến 10 phút là mình bắt lên bếp mình kho được rồi. Các bạn ơi, nồi kho của mình nhìn có hấp dẫn không các bạn? Sau khi sôi khoảng 5 phút thì rau củ mình cũng đã chín hết rồi nè. Rau củ rất là nhanh chín. Và mình sẽ cho vào cái gốc cây của cái cây cần tàu lúc nãy. Cái gốc của rau cần và đậu hũ vào luôn. Trộn lên cho đậu hũ nó thấm. Đậu hũ này các bạn có thể mua cái đậu hũ vuông này nè, mà người ta chiên á, chiên hết bốn mặt á, thì lúc bạn kho, các bạn kho bạn trộn nó sẽ không bị nát ra. Còn mình mua cái đậu hũ miếng á, cho nên mình phải làm nhẹ nhẹ chứ không là đậu hũ nó bị nát cho các bạn. Các bạn thấy nước mình nó cũng nó cạn rồi hơn. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu ăn.
thích ăn dầu thêm thì các bạn cho xíu dầu, còn các bạn không cho thêm dầu cũng được. Mà mình thích cho rau củ nó nhìn nó bóng lên đó thì mình sẽ cho nhìn rau củ mình nó đẹp ha. Rồi mình sẽ tắt bếp. Tắt bếp mình sẽ cho cái lá cần vào. Cho thêm tiêu. Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi, món rau củ kho chay. Xin mời các bạn cùng thưởng thức cái món kho chay của mình nha. Mình thử xem. Thử đi, mình thử trong miếng đậu này trước đi. Ngon quá các bạn ơi. Cái cà rốt cứng thì nó không chín nhưng mà cuối cùng cũng chín mềm luôn á các bạn. Ngon quá. Cà tím. Hấp dẫn quá, thử miếng khổ qua luôn. Ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn thử làm ăn thử nha các bạn. Ăn ngon luôn, kìa luôn. Ngon quá. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong món ăn lần sau. Bye bye.